Xin chào quý vị và các bạn. Do chịu sự chi phối của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông kết hợp với hoạt động của rãnh gió tây trên cao nên ngày hôm nay thì mưa rào sẽ tăng hơn trên khu vực Bắc Bộ. Không chỉ ở các tỉnh thành ở phía đông mà mưa còn lan rộng ra cả phần phía tây. Nhiệt độ trưa chiều ngày hôm nay dao động trong khoảng là từ 22 đến 25 độ, riêng ở khu Tây Bắc cao hơn từ 2 cho đến 3 độ. Khoảng tối muộn đến đêm trời tiếp tục nhiều mây, có mưa và ẩm ướt, nhiệt độ lúc này giảm xuống còn khoảng 19 cho đến 22 độ. Tại các tỉnh thành thuộc Trung Bộ, thời tiết tiếp tục có sự phân hóa giữa các vùng, cụ thể là từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, duy trì trạng thái thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng. Trong khi đó thì từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chỉ nhiều mây và có mưa rào vài nơi vào ban sớm, trưa chiều có nắng gián đoạn. Phần còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận có mây thay đổi, phổ biến không mưa, nắng nhiều hơn trong ngày nên thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Thời tiết ở tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ trở lại trạng thái ổn định hơn. Ngày hôm nay trời hầu như ít mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là từ 30 đến 33 độ tại vùng cao nguyên và từ 31 đến 34 độ trên hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Đến chiều tối và đêm, mưa rào sẽ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh, nên nhìn chung là ít gây trở ngại đến các hoạt động giao thông. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì bầu trời tại Hà Nội vẫn nhiều mây và khả năng là mưa còn tiếp diễn kéo dài trong ngày. Thời tiết sẽ gây trở ngại cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Nên nhiệt độ ở tại thủ đô sẽ không tăng cao, chỉ khoảng là 24 độ, về chiều tối và đêm sẽ giảm xuống mức là 20 độ. Độ ẩm cho không khí là trên 90%. Kiểu thời tiết ẩm ướt ở tại thủ đô được nhận định sẽ còn kéo dài nhiều ngày, sẽ phần nào gây trở ngại cho việc hong phơi đồ đạc. Quý vị lưu ý để làm quần áo nhanh khô hơn trong thời tiết nồm ẩm, thì sau khi vắt quý vị có thể là ủi qua để quần áo bớt đi lượng nước, sau đó mới mang đi phơi. Đồng thời nên phơi ngược quần áo, đặc biệt là các loại quần jean. Tương tự như thủ đô Hà Nội thì thành phố Hải Phòng, ngày hôm nay cũng sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ, trời khá ẩm ướt, nên khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn cần phải hạn chế tốc độ, chú ý quan sát, đề phòng khả năng đường trơn trượt. Đối với vùng ven biển thì gió đông nam thổi với cường độ yếu nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên hiện tượng mưa phùn và sương mù dày tiếp tục xuất hiện khiến tầm nhìn hạn chế và ảnh hưởng đến các quá trình lưu thông của các phương tiện tàu thuyền. Nhiệt độ ở tại thành phố Hải Phòng vào lúc trưa chiều chỉ khoảng là 23-24 độ, với đêm giảm xuống mức là 20-21 độ, cùng với độ ẩm không khí duy trì ở mức cao từ 90 cho đến 97%. Lùi xuống ven biển miền Trung đến với thành phố Đà Nẵng, dự báo ngày hôm nay thành phố sẽ ít mưa, gió thổi nhẹ với biên độ nhiệt ngày đêm dao động từ 24 đến 29 độ, cùng với độ ẩm không khí là khoảng 70-92%. Thời tiết nhìn chung thích hợp cho giao thông, đi lại và các hoạt động khởi công xây dựng các công trình. Dự báo trong vài ba ngày tới, thời tiết ở tại Đà Nẵng tiếp tục ổn định, khá thuận lợi cho việc hàng không, du lịch cũng như cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Thuộc khu vực Nam Trung Bộ nên thành phố biển Nha Trang sẽ có kiểu thời tiết là ít biến đổi trong ngày hôm nay. Trời hầu như không có mưa, sáng sớm nhiều mây hơn cùng nền nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ. Đến trưa chiều thì trời có nắng và nhiệt độ tăng lên cao nhất là từ 28 cho đến 30 độ. Độ ẩm không khí trong ngày dao động từ 68 đến 88%. Thời tiết ở tại thành phố cũng thuận lợi cho các hoạt động giao thông, du lịch trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Tại thành phố Buôn Ma Thuột của vùng cao nguyên, thời tiết duy trì trạng thái là mây thay đổi, không mưa và có nắng gián đoạn trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là khoảng 28 cho đến 30 độ, thấp nhất về đêm giảm xuống mức là 21 cho đến 23 độ. Độ ẩm không khí trong ngày dao động là từ 60 cho đến 89%. Thưa quý vị và các bạn, nếu đến với thành phố Buôn Ma Thuột trong tháng 3 dương lịch này thì quý vị sẽ được tham gia vào lễ hội đua voi của Bản Đôn. Và đây cũng là lễ hội được mong chờ nhất trong năm của người dân vùng cao nguyên. Thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ ổn định hơn trong ngày hôm nay. Trời hầu như không mưa và có nắng gián đoạn, nên nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng trước 7 giờ sáng, sau đó tăng dần vào khoảng 13 giờ trưa đến 16 giờ chiều, sẽ đạt tới mức cao nhất là 33 đến 34 độ. Nếu so với cùng kỳ hàng năm thì nền nhiệt độ hiện tại ở các tỉnh phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đang giảm hơn. Thời tiết bớt khô nóng nên nhìn chung là ít gây trở ngại đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Chiều tối có thể có mưa dông cục bộ ở vài nơi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!